Thời gian qua, nhiều vườn sầu riêng của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị kẻ gian phá hoại, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Mới đây nhất có hai vườn sầu riêng bị kẻ gian đẽo gốc và hái trái ném xuống đất. Theo đó, vào ngày 15 tháng 7, một gia đình ở buôn Ea Sia B, xã Ea Nam, huyện Ea Leo, phát hiện có 52 gốc sầu riêng chuẩn bị cho thu hoạch bị đeo gốc. Ngoài ra, kẻ gian còn cắt nhiều trái sầu riêng vứt xuống đất. Cùng ngày, một hộ dân ở thị xã Buôn Hồ cũng bị kẻ gian dùng tay bứt phá hoại vườn sầu riêng, thiệt hại khoảng 5 đến 6 tạ sầu riêng. Trước đó, vào tháng 5 năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra liên tiếp hai vụ phá hoại sầu riêng gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân. Trước tình hình đó, lực lượng công an các địa phương tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác điều tra và tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm này để người dân nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản và tích cực tố giác tội phạm